Mình có đứa bạn thân giống y chang mình, đi với nhau, mọi người cứ ngỡ hai đứa là sinh đôi không nè. Có một người giống y chang CR7, làm ship khóc khét vì tưởng đó là CR7 thật. Chà chà, không ngờ trên đời lại có những tình huống trùng hợp đến khó tin như thế. Tuy nhiên thì liệu các bạn đã biết đâu là những người có gương mặt giống y chang idol khiến bao người ngạc nhiên? Chuyện gì sẽ xảy ra khi đi bảo tàng lại vô tình thấy chính mình trong tiền kiếp? Hay thực hư chuyện vợ chồng lấy nhau hơn 10 năm mới phát hiện ra chính là chị em ruột? Cùng với đó là vô vàn những sự trùng hợp đến khó tin khiến ai cũng phải ngỡ ngàng đến bật ngửa đấy. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng Kính Lúc TV đến với 50 khoảnh khắc trùng hợp ngẫu nhiên khiến hàng triệu người không tin là chúng tồn tại. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với những khoảnh khắc trùng hợp ngẫu nhiên cứ ngỡ như tạo hóa sắp đặt từ trước. Nếu các bạn đã từng xem The Last Airbender thì chắc hẳn không khỏi choáng ngợp trước khoảnh khắc tay không điều khiển cả một vùng biển quá ư là ảo diệu của cậu bé Aang. Nhưng ngoài đời cũng có một Aang hàng Ryu, nhưng mà Ryu này no lạ lắm các bạn ạ. Tuy vậy, cũng phải công nhận là màn kết hợp ngẫu nhiên này cũng rất đẹp mắt và giải trí phải không nào? Hay còn đây, đang lúc tạo dáng hăng say để làm vài con ảnh up Facebook, bạn bỗng nhiên được xét hỏi thăm. Đã vậy, lại còn đánh trúng đỉnh tháp Eiffel nữa chứ. Thoạt nhìn thì cũng khá giật mình và sợ sợ đấy. Nhưng có vẻ khoảnh khắc có 102 tại thành phố Paris hoa lệ này sẽ giúp bạn có một bức ảnh cực kỳ độc đáo đấy. Hay đã khi nào bạn đi câu cá mà lại cùng một lúc kéo được cả hai con cá mập to bự như thế này chưa? Theo đó, khoảnh khắc trùng hợp này được ghi nhận bởi các nhà nghiên cứu đại dương học thuộc trường đại học Delaware. Khi họ đến vịnh Delaware để nghiên cứu về những chú cá mập thì cần câu của họ vô tình kéo được một con cá mập voi đang bị nuốt trọn bởi một con cá mập hổ lớn khác. Uầy, đúng kiểu cá lớn nuốt cá bé rồi. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những khoảnh khắc tình cờ nhưng đầy ăn khớp đến từ thiên nhiên khiến ai nấy không khỏi thích thú như chiếc dép thần kỳ này đây. Có thể thấy, hình vẽ trên dép hoàn toàn trùng khớp với khung cảnh tại bãi biển. Từ hàng rào xanh mát cho tới sóng biển vỗ rì rào, ảo diệu thật sự. Trong khi đó, nếu không nhìn kỹ thì khó lòng có thể thấy được chiếc quần xanh biển của cô gái này đây. Tương tự, bằng một cách vô tình mà bộ đồ của cô gái này lại trùng khớp hoàn hảo với cát trên bãi biển nữa chứ. Hay như ở một tình huống khác thì một cụ bà đang đi qua một ống khói trên đường. Thế mà nhìn qua, người ta cứ cảm tưởng như đầu của bà cụ này đang bị bốc cháy vậy. Và còn gì bằng khi bạn đang đọc sách tìm hiểu về những loài chim thì từ đâu đến lại bay tới một con chim bằng xương bằng thịt cho bạn chiêm ngưỡng trực tiếp. Thế nhưng bất ngờ và kỳ diệu hơn phải là những gương mặt giống hệt với những người nổi tiếng đặc biệt sau đây. Thứ hai, kinh ngạc trước những người có gương mặt giống hệt với người nổi tiếng. Không biết là ở đây có ai là fan của siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo không nhớ? Nhớ điểm danh ngay và luôn nha. Chuyện là anh bảy đã giàu lại còn bóng đá hay, thế thì ai cũng biết rồi. Nhưng chuyện mà giữa 8 tỷ người trên thế giới lại xuất hiện một gương mặt giống y đúc với anh thì liệu các bạn đã biết hay chưa? Và đó chính là Belwa Abdullah. Anh thanh niên sinh ra trong một gia đình bần nông ở miền Bắc Iraq. Cuộc đời của anh tưởng như sẽ gắn liền với công việc nặng nhọc để kiếm sống. Thì nào ngờ, vào năm 2019, anh bỗng trở thành cái tên nổi như cồn vì có ngoại hình anh em song sinh với Ronaldo. Thậm chí, chàng trai người Kutch còn khá đắt show, tham dự nhiều sự kiện lớn nhỏ và nhận được những khoản thù lao rất hậu hĩnh. Trong khi đó, một chàng trai 30 tuổi người Iran, Reza Parastes, lại trở nên vô cùng nổi tiếng vì có ngoại hình giống hệt siêu sao bóng đá người Argentina, Lionel Messi. Tuy nhiên, trái ngược với sự nghiệp thăng hoa của người anh em sinh đôi với CR7, thì Messi Fake lại khá tai tiếng với những vụ lợi dụng nhan sắc hao hao giống Messi để đi lừa tình ít nhất 23 cô gái trẻ. Do đó các bạn nữ phải thật cảnh giác đấy nha. Đừng cứ thấy ai hao hao giống idol là kết bạn nhắn tin mà tưởng bở là hàng real. Cẩn thận, không là bị lừa như chơi. Bất ngờ không kém là trường hợp tiếp theo, đó chính là Avery Gloria, một bản sao không lẫn vào đâu của công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift. Từ gương mặt cho đến kiểu tóc và đôi khi là cả trang phục cũng giống y chang nhau luôn.
Tuy nhiên, ám ảnh nhất phải kể tới sự việc người mẫu gốc Hàn Alicia Shin bị dọa giết vì sở hữu ngoại hình giống hệt với Rose Blackpink, cho dù nhan sắc của cô không hề qua dao kéo hay cố ý chỉnh sửa để giống với thần tượng. Đúng là giống người nổi tiếng cũng khổ ghê. Và tương tự thì ngay tại Việt Nam cũng khiến cho bao nhiêu người há hốc kinh ngạc trước những bản sao của Jack có tên là Lê Hoàng Anh khi cover bài hát Em Gì Ơi, khiến hàng triệu người khẳng định đúng là anh em thất lạc của Jack đây rồi. Tương tự, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng khiến bao fan kinh ngạc vì tìm thấy rất nhiều phiên bản giống chính chủ đến 80%. Hay như nam rapper Binz cũng hết hồn khi thấy bản sao của chính mình. Và ngay cả ca sĩ Sơn Tùng MTP không chỉ có bản sao là nam mà còn có cả bản sao là nữ luôn. Trời ơi, giống thật sự các bạn nhỏ. Thế nhưng, kỳ lạ và thú vị cũng như không ngờ nhất phải kể tới những trường hợp vô tình chạm mặt mà cứ ngỡ như là anh chị em sinh đôi. Thứ ba, vô tình gặp người có gương mặt y chang mình. Các bạn thân mến, mỗi con người thì đều là một cá thể riêng biệt với các đặc điểm về cấu tạo cơ thể, gen di truyền, màu da, sắc tộc v.v. Tuy nhiên có lẽ bạn sẽ không ít lần nghe hay được kể về những trường hợp hai người hoàn toàn xa lạ nhưng lại có ngoại hình giống nhau như hai giọt nước. Hay một người nào đó có khuôn mặt giống hệt với nhân vật lịch sử. Và hiện tượng này được các nhà nghiên cứu đặt tên là Doppelganger. Và đây chính là minh chứng cho điều đó. Trước mắt bạn đây chính là hai người đàn ông, họ tình cờ gặp nhau trên máy bay và ngạc nhiên vì có khuôn mặt kiểu tóc giống y lột, thậm chí còn vô tình đặt chung một khách sạn nó mới lạ đời. Còn theo như cô gái này chia sẻ, tôi gặp cô gái giống hệt mình trong đám cưới một người em và cô ấy là em gái của một người họ hàng em họ tôi. Hay ngạc nhiên không kém thì chính là anh chàng Rob đã gặp một người giống hệt anh ấy trong một buổi hòa nhạc ở London, thậm chí cũng đeo kính y chang chính chủ. Và như trường hợp sau đây thì cũng đặc biệt không kém, đó là khi ông Neil Richardson chuyển tới một ngôi nhà mới thì ông thấy hàng xóm của mình liên tục gọi và nói Hi John, hóa ra người chủ chức ở đó giống hệt ông. Thế nhưng bất ngờ nhất có lẽ chính là hai ông chú đồng nghiệp của nhau, thế mà giống nhau cứ như là hai anh em luôn vậy. Còn hai cô gái này nữa đây, giống nhau tới mức bố mẹ của một cô còn nhầm con gái mình với cô kia luôn. Thú vị hơn thì chính là hai cậu chàng tóc xoăn này đây. Theo như một cậu chia sẻ, mấy năm trước khi tôi học đại học, có nhiều người cứ gọi tôi là Brian, trong khi tôi tên là Josh. Và sau vài tuần, tôi và cậu ấy đã gặp nhau, chúng tôi đã có bức ảnh chụp chung này. Thế nhưng chưa hết đâu nha, hiện tượng Doppelganger không chỉ xảy ra với người hiện tại, mà còn có nhiều người có gương mặt y chang với người nổi tiếng trong tiền kiếp nữa cơ. Thứ tư, những người giống hệt với người nổi tiếng trong tiền kiếp. Thật đáng kinh ngạc khi có những trường hợp trùng khớp đến mức ai nấy cũng phải tin luân hồi chuyển kiếp là có thật. Như nhìn vào bức ảnh này đây, nhiều người sẽ lầm tưởng rằng ba bức ảnh này đều chụp Tổng thống nước Nga Vladimir Putin ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược lại. Trong ba bức ảnh trên, chỉ có người đàn ông ở năm 2015 là Tổng thống Nga, còn hai người đàn ông ở năm 1920 và năm 1941 là hai người lính Nga sống cách đây cả thế kỷ nhưng lại có mắt, mũi, miệng giống hệt với ông Putin như đúc. Hay như ông chủ mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg từng xôn xao khi nhiều người nhận ra ông có gương mặt tương đồng với ngoại hình của một cựu vương của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đó chính là vua Philip đệ tứ, người trị vì từ năm 1621 đến khi qua đời vào năm 1640. Tiếp đến thì như vào năm 2011, nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ Nicolas Cage với chiếc meme huyền thoại từng trở thành chủ đề bàn tán khi người ta phát hiện ngoại hình của ông giống hệt một tù nhân của Liên binh miền Nam Hoa Kỳ, đó chính là Trung úy Robert M. Smith. Thế nhưng, nào đã sốc bằng việc đi thăm bảo tàng mà lại vô tình gặp bản sao kiếp trước của mình nữa nó mới ảo. Như bức hình này đây, chỉ khác về trang phục, còn lại từ màu tóc cho đến đôi mắt, khuôn mặt và thần thái thì cứ như cô bạn này bước ra từ trong tranh vậy. Hay anh chàng này lại cực kỳ thích thú bởi có một sự trùng hợp lạ lùng từ quần áo, râu tóc đều giống hệt, tiện thể, tạo dáng không khác gì tranh luôn. Còn đây thì chắc chắn là người mẫu của bức tranh này rồi, vì cái đầu hói, bộ râu quai nón cho đến ánh mắt giống nhau thế kia cơ mà. Ồ, con ông chú này cứ như là bước ra từ trong tranh ấy nhở? Hay còn anh chàng này đây, xuyên không từ quá khứ tới hiện tại hay sao? Quay mặt ngược lại để thấy được sự giống nhau đến kinh ngạc. Hay còn như anh tóc xoăn này đây, anh về hiện tại mà sao không dắt theo cả chú chó kia nữa? Rồi còn như cô gái này nữa, ảnh tiền kiếp thì mũm mĩm tí thôi, còn hiện tại thì vẫn cứ béo nha. Ui trời ơi, cái cậu bé tiền sử này mới giống này, không lệch vào đâu được. Ui, còn ông cụ tóc trắng này nữa,
ông mà mặc thêm bộ giáp vào thì đúng là chuẩn không cần chỉnh. Chà chà, khó tìm ghê các bạn nhỉ. Vậy nếu là bạn thì sao? Nếu một ngày đẹp trời bạn đi bảo tàng mà bắt gặp chính bản sao tiền kiếp của mình thì bạn sẽ làm gì? Đừng quên chia sẻ suy nghĩ xuống phần bình luận nha. Tiếp đến là những sự trùng hợp tình cờ đến đầy bất ngờ khiến ai cũng phải thốt lên, đúng là duyên tiền định. Thứ 5, những sự trùng hợp ngẫu nhiên chứng tỏ trái đất này thật là tròn. Các bạn có tin vào định mệnh hay không? Chứ mình là mình tin lắm đấy nha. Điển hình như câu chuyện đầy bất ngờ như trường hợp duyên tiền định của anh Diệp và chị Tiết từ Trung Quốc này đây. Dù đã có với nhau hai đứa con gái sinh đôi, nhưng mãi đến hôm ngày 4 tháng 3 năm 2018, trong lúc anh Diệp lục lại đống ảnh cũ ở nhà mẹ vợ để so sánh xem cặp sinh đôi giống bố hay là giống mẹ hơn. Và lúc đó thì anh mới bất ngờ phát hiện rằng anh và chị Tiết đã từng chạm mặt với nhau vào tháng 7 năm 2000, khi cả hai cùng có chuyến tham quan thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cùng gia đình của họ. Hai người lúc đó là những thiếu niên và không hề quen biết nhau. Sau đó khoảng 1 năm thì cư dân mạng Trung Quốc lại dần dần truyền tay nhau một câu chuyện của một chàng trai tên Đoàn và mối tình tiền định. Theo đó, anh chàng dẫn cô gái về nhà chơi và trong lúc ngồi chơi, buồn buồn tay cô đã lật cuốn album ảnh của gia đình xem thử thì thật bất ngờ phát hiện rằng bản thân cũng xuất hiện trong đó. Và đó là một bức ảnh được chụp từ cách đây hơn 20 năm, cả hai đều tham gia một cuộc thi vẽ và chụp chung một bức ảnh như vậy. Tuy nhiên, họ không hề chung trường lớp hay quen biết gì nhau. Vậy mà nay lại có duyên gặp rồi yêu nhau đấy. Tương tự như anh Jason Ross, 35 tuổi đến từ Mỹ, đã vô cùng ngạc nhiên và vui sướng khi vào một ngày đẹp trời năm 2003, anh đã bất ngờ xem lại tấm ảnh chụp bữa tiệc hồi mẫu giáo cách đó 17 năm và phát hiện rằng cô bé đứng sau hình chính là vợ mình, Jessica. Còn đây thì là bức ảnh đã chụp cách đây 20 năm của Nick Wheeler và gia đình. Và điều thú vị mà bạn nam không thể ngờ là cô gái vô tình có mặt trong bức ảnh đó lại trở thành người vợ tương lai của mình. Hay nói đâu xa, ngay tại Việt Nam cũng nổi như cồn với câu chuyện của đôi bạn trẻ Hà Nội yêu nhau qua mạng. Và sau thời gian yêu nhau mới phát hiện cả hai từng có ảnh chụp chung từ lúc 4 tuổi khi biểu diễn văn nghệ cho nhà trường. Tình huống quá đặc biệt khiến ai nấy đều cười ngất vì rất ngạc nhiên. Thế nhưng, trái với niềm vui phát hiện mối duyên trời định của mình thì sự trùng hợp sau đây thực sự là một bi kịch đau thương. Thứ 6, lấy nhau hơn chục năm, phát hiện là anh chị em ruột. Nếu trong kho tàng cổ tích Việt Nam, ai nấy đều không khỏi xót xa về chuyện Hòn Vọng Phu với câu ca dao quen thuộc. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Kể về mối lương duyên đầy trái ngang giữa chàng Tô Văn và nàng Tô Thị, vô tình lấy nhau thì lại lấy nhầm em gái ruột. Khi phát hiện sự thật phũ phàng, Tô Văn đã đăng cai đi lính để trốn tránh thực tại và không trở về, để lại Tô Thị với nỗi đau nhớ chồng và ngày ngày cứ bồng con đằng đẵng chờ đợi, để rồi hóa đá trở thành Hòn Vọng Phu, tức là đá chờ chồng. Và tưởng rằng câu chuyện tình yêu đẹp và buồn ấy chỉ có trong truyền thuyết, nào ngờ nó lại có thật trong chính hiện thực khi hai chị em ruột lấy nhau, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc với nhau nhiều năm trời mới phát hiện ra sự thật. Câu chuyện có thật, ly kỳ và đầy nước mắt ấy xảy ra tại huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định. Chuyện kể về ông Đinh Văn Miên, người dân tộc Hờ Rê, sinh năm 1953, và bà Đinh Thị Miễu, sinh năm 1951. Vì chiến tranh Mỹ tàn phá mà hai anh em đã mồ côi cha mẹ, rồi mỗi người sơ tán một nơi. Lớn lên, họ vô tình gặp nhau và đem lòng yêu nhau, lấy nhau rồi sinh được hai người con, một trai một gái. Hạnh phúc bình yên êm ấm cứ thế trôi qua. Bỗng một ngày, có một người bà con của ông Miên từ miền Nam sau 13 năm trở về thăm làng. Người chú khi trở về nhà cháu trai thì ông Miên chỉ vào vợ và giới thiệu: "Vợ cháu đây." Khiến cho người chú kinh hoàng: "Trời ơi, con Miễu." Người run rẩy lẩy bẩy, ông chú như mất hồn, chỉ lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại: "Có tội với trời đất rồi các con ơi, vợ chồng chúng mày là chị em ruột đấy." Và sau khi xác minh lời chú mình nói hoàn toàn là sự thật thì đây quả là như tiếng sét ngang tai, một nỗi đau sáng trời, không chỉ với gia đình vợ chồng nhà Miên Miễu mà sự kiện này còn là một thảm họa với buôn làng. Với những người dân tộc Hờ Rê thì loạn luân là một tội tày đình. Làng sợ rằng họ sống với nhau sẽ gây ra họa cho cả làng, khiến mùa màng thất bát, dịch bệnh chết người
và họ tin rằng những đứa con sẽ mang hình dáng quái thai. Họ cho rằng vợ chồng miên miễu sẽ mang đến những điều không may, xui rủi cho cả làng, nên họ tìm mọi cách để chia lìa đôi vợ chồng tội lỗi. Tuy nhiên, chuyện đã lỡ mà cũng thương các con, nên ông Miên bà Miễu vẫn quyết sống với nhau và không chịu xa rời. Trưởng làng phải nhờ pháp luật can thiệp thì ông Miên vẫn không chịu buông mà cãi sống cãi chết. Dù cán bộ có bắt tao ở tù thì tao vẫn thương nó thôi. Lỡ có hai đứa con rồi, dù chết tao cũng không bỏ nó, không sống xa nó. Bà Miễu cũng khóc ngất lên ngất xuống, quyết không chịu bỏ chồng. Cuối cùng, tòa tuyên án ông Miên lãnh 2 năm tù giam. Thật sự không thể tin rằng trên đời lại có những trường hợp ngẫu nhiên đến khó tin như vậy. Âu cũng là bởi chiến tranh và trò đùa của số phận mà khiến ông Miễu bà Miên phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đến như vậy đấy. Và cuối cùng, hãy cùng đến với chương trình bạn nào cũng đều rất yêu thích đây. Thứ 7, bạn hỏi hay, Kính Lúc trả lời ngay. Chị Kính Lúc ơi, chị làm YouTube từ năm bao nhiêu ạ? Chị làm từ năm 2017 em nha, lúc đó thì là năm cuối đại học, nhưng còn chính thức làm kênh Kính Lúc TV thì là vào năm 2018. Chị ơi, Thiên Chúa có thật không chị? Tất nhiên là có rồi em ơi, nếu không thật thì làm sao có chuyện hàng trăm triệu người trên thế giới lại có niềm tin mãnh liệt và kể lại cho chúng ta được. Chị ơi, sao người ta bị rụng tóc đấy chị? Có rất là nhiều yếu tố, ví dụ như là gen di truyền này, do chế độ ăn uống không đầy đủ đảm bảo này, hay là do nguồn nước hoặc là do môi trường sống bị ô nhiễm đấy em ạ. Ai đặt tên cho các tỉnh thành ở Việt Nam vậy ạ? Đó chính là các vị vua và các triều đại của nước ta, dựa vào đặc điểm của từng vùng miền mà họ đã đặt cho tỉnh đó với một cái tên phù hợp. Các bạn ạ, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, và quả thật trái đất thật là tròn khi mà lại có những trường hợp ngẫu nhiên xảy ra khiến người ta vô cùng bất ngờ đến như thế đấy. Và không biết là ở đây các bạn cảm thấy bất ngờ nhất với trường hợp nào? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ cho mình biết nha. Nếu yêu thích video, đừng quên dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.